Nội dung phim đến hiện tại, Neha trở về nhà sau khi rơi vào hôn mê trong vòng 12 năm. Mọi thứ thay đổi rất nhiều. Còn mối tình thời thơ ấu của cô là Aman lại sắp đính hôn với em gái cô, chính là Akansha, đứa em gái mà cô yêu quý nhất. Neha đã cố gắng để mà chấp nhận sự thật. Tại sao người lại làm cho con hết hôn mê vậy thần linh ơi? Cuối cùng ba mẹ của Neha đã biết được tất cả mọi chuyện. Akansha thì rất muốn gặp Aman. Ngay sau đó Sura cũng đã hỏi cô Aku, nếu như mà trái tim tan vỡ thì sao hả cô? Và tiếp theo, xin lỗi anh tới trễ, em chờ anh có lâu không? Em cũng vừa mới tới mà thôi, không sao đâu. Em đã gọi gì chưa? Cà phê không? Cho em cappuccino. Đợi anh một chút. Cho gọi món đi. Dạ vâng. Hai cappuccino. Dạ được. Có phải là em có gì muốn nói với anh không? Đúng vậy. Em muốn nói về chuyện của chúng ta. Em rất muốn làm rõ một vài chuyện. Anh Sandeep nói đúng, mình không còn là một đứa trẻ, mình lớn rồi, vậy nên không được trẻ con nữa. Bà cũng nói đúng, nếu có duyên thì chắc chắn sẽ thuộc về nhau. Còn không có duyên, cho dù đứng trước mặt đối phương cũng không thể đến với nhau. Aku với Aman chuẩn bị đám cưới, mình sẽ phải rời xa anh Aman. Aman, anh là người bạn thân nhất của em. Núi có thể dời, sông có thể cạn, anh có thể quên em, nhưng làm sao em có thể được? Không được khóc, không được khóc. Tạm biệt Aman. Em về trước nha. Anh đưa em tới trước cửa. Tạm biệt Aman.
cô. Ủa A Cô, chào anh Am Anh. Hẹn hò sao rồi? Ban đêm ban hôm như vậy rồi tính trộm kem nữa sao? Bữa đó em có trộm kem đâu. Em thấy buồn ngủ quá, em đi ngủ đây. A Cô cũng đi với chị đi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Đi nào, còn anh về đi. Đừng có nhìn cái đó. Cái gì vậy? Am Anh, con về rồi à? Mà sao trễ quá vậy? Con có gặp Akansha không? Dạ, có. Vậy còn đồ của mẹ? À, con xin lỗi mẹ, để con chạy ra mua liền. Thôi không sao đâu, để mai mua cũng được. Con ăn cơm không? Am Anh. Mọi việc vẫn ổn hả con? Dạ, sao mẹ? Con ăn tối không để mẹ dọn. Con cái gì đây? À, không có gì đâu, để con tắm rồi ra ngay. Chị Nê Ha của em, lúc nào chị cũng thích anh. Chị ấy thích anh từ lúc 14 tuổi và sau 12 năm vẫn như vậy. Em đang nói cái gì vậy hả? Anh có còn nhớ lúc trước chị ấy đã từng lẻo đẻo theo anh như thế nào không? Chị còn hay bí mật viết thiệp cho anh nữa. Chúc mừng sinh nhật. Đôi lúc chị sẽ tìm quà cho anh và lúc nào cũng kể cho Nita với em nghe là chị ấy rất thích anh và còn nói khi lớn sẽ cưới anh nữa. Cái này cho em hả anh Am Anh? Ừ, anh có tới 2 cái lận. Bây giờ tỉnh dậy sau 12 năm trời hôn mê, cảm xúc của chị dành cho anh vẫn như vậy. Chị em vẫn yêu anh như lúc trước. Không phải, chị yêu anh còn nhiều hơn trước. Cả hai người có cùng kết nối. Khi anh ở cùng với chị Neha thì anh hoàn toàn là con người khác. Anh cười nói vui vẻ hơn. Em thực sự nghĩ là anh nên cân nhắc thêm lần nữa. Chúng ta vẫn chưa chính thức đính hôn mà. Em thật sự không muốn là cả hai ta phải đưa ra quyết định có thể khiến ta hối hận về sau. Bởi vì đó là câu hỏi của cả đời ta. Anh cần phải nghĩ kỹ là anh
anh sẽ hạnh phúc khi ở gần chị đây ha. Hay là em? Không biết mình đã làm đúng hay không. Ước gì ai đó nói cho mình biết mình phải làm sao. Của anh Aman. Ôi thần linh ơi, không có cả tro, cháy hết luôn rồi sao? Cháy hết luôn rồi. Cái hộp, ai lấy cái hộp mất rồi? Ba mẹ chắc không có lấy rồi. Gì cha danh thi, bà già hết này đánh mình chết mất. Ôi thần linh ơi, làm ơn con xin lỗi, con phạm sai lầm rồi. Trong đó có ảnh của Aman, còn có thiệt nữa, hộp bút chì nữa, giấy thư. Ủa chị à, sao cửa sổ lại mở ra? Chị à, anh ơi, anh ơi anh. Vậy đi anh, hình như là có trộm đó. Hình như có trộm. Trộm? Ừ. A cô, em làm chị sợ đó. Lỡ ba mẹ dậy thì làm sao hả? Nhưng mà chị đang làm gì vậy? Cái gì đây? Chị đang làm bánh tráng. Chị đói bụng quá chừng. Chị à, cẩn thận chút, dầu rất nóng, không khéo là bị phỏng bây giờ. Chị à, để chị làm, em có. Em ăn không? Chị làm luôn nha. Thôi mà chị, chị làm ơn né mấy chỗ có gai này ra đi. Chị coi bột nè, loãng quá chừng. Thêm tí bột nữa đi chị, đưa bột cho em. Ừ. Đúng rồi. Chị thêm nha. Nữa? Nữa ha. Đủ rồi, đủ rồi. Đủ chứ. Cho em thêm miếng nước đi. Đây. Đủ chưa? À, đủ rồi. Đủ rồi. Để chị đem rau qua. Chị cắt xong hết rồi. A cô, buổi hẹn của em thế nào? Em chưa từng tưởng tượng nó sẽ như vậy. Ý em là gì? Thôi để em đi cắt rau thêm nha. Chị trộn bột giúp em đi.
ra hai đứa. Ủa sao tự nhiên ba cầm gậy vậy? Tại ba mẹ tưởng là đang có trộm. Thần Ninh ơi, chuyện gì vậy hả đi hả? Hai đứa con đang làm cái gì vậy? Con quậy bánh cái nhà bếp luôn rồi. Mẹ con ơi, con muốn ăn bánh tráng. Con đói giờ này sao? Con gái, có phải con đang căng thẳng chuyện gì không? Đâu có mẹ, con muốn ăn bánh tráng nên con đi làm thôi à. Có chuyện gì vậy? Ổng không cả nhà? Không có chuyện gì đâu. Tại Neha có tâm trạng nấu ăn thôi mà. Hả? Nấu ăn? Giờ này em có tâm trạng không tốt hả? Không có đâu ông bụng bự à. Em chỉ muốn ăn bánh tráng thôi. Em nói thiệt đi, hồi nhỏ lúc nào mà em buồn á hay lo lắng điều gì em đều đi nấu ăn hết. Em lo lắng gì đúng không? Có đâu mà, cái ông bụng bự này, người ta đói thôi nên mới đi làm chút bánh tráng. Thì là vậy mà, em lớn rồi, em có thể tự làm bốn cái bánh tráng xây ra. Để em làm. Bánh tráng làm vậy hả? Để em làm cho. Này ha, con pha bột vậy mà rồi làm bánh tráng hả? Mẹ à, cái đó Aku làm chị à. Đó. Mà sao hai đứa làm có bốn cái vậy? Phải làm 20 cái luôn đi, cả nhà cùng ăn chung nha. Vừa ăn vừa uống trà thì còn đúng gì đúng rồi, tôi pha trà. Mình đúng là có lòng ăn mà. Bánh tráng súp lơ nè, bánh tráng khoai tây nè. Gì đây? Được chị, rồi, được rồi. Chị Sakun, vừa ăn bánh tráng với cả nhà nè chị. Qua đây ăn nè. Bánh tráng nóng hổi mới làm xong. Chị ăn thử rồi nói em nghe nha. Ba ơi, anh xanh điếp Aku. Nhìn đúng là hấp dẫn đó. Cảm ơn ba. Cảm ơn chị nghe. Sao em lại nói cảm ơn vậy? Bánh tráng là do mẹ làm mà. Mẹ ơi, bánh tráng ngon quá chừng. Sao chứ? Ê nè, anh phải công nhận một điều rằng em gái anh làm bánh rất là ngon. Đúng rồi, thì mới được ăn. Vậy đó. Giờ anh đã biết em thành định thần của Neha rồi có đúng không? Y hệt em lúc còn nhỏ. Hai đứa cho anh một miếng coi nào. Anh lúc nào cũng vậy. Anh gây ăn tức ở chứ gì. Anh lúc nào cũng gây ăn tức ở. Em đừng có nói chuyện với em gái bé bỏng của em. Anh nên cẩn thận đó, đừng có mà chống lại tụi em nha. Đúng rồi đó, bởi vì đừng có mà chống lại tụi em. Bởi vì ai dám chết là tụi em đều phải chết. Thôi anh đi mà. Mấy đứa muốn bà thức hay sao vậy? Nhỏ nhỏ thôi. Thôi chết trễ rồi. Chị Neha của em, lúc nào chị cũng thích anh. Chị ấy thích anh từ lúc 14 tuổi. Và giờ sau 12 năm vẫn như vậy. Anh cần phải nghĩ kỹ, là anh hạnh phúc khi ở bên cạnh chị Neha hay là em. Đâu. Mùi gì vậy?
Dì đang làm gì vậy?